Nắng nắng nóng chỉ thấy nóng thấy khát, nóng quá. Đã có trà mật ong nguyên lá cùng các nguyên liệu thiên nhiên thành mát. 100% mật ong nguyên chất giải tỏa cơn khát bằng thăng hoa. Nay nắng nóng không cần lo xa, giải tỏa cơn khát đã có bon trà. Việt quất vị chanh hay vị ngọt tự nhiên vị tắc mới thử thử. Chỉ cần bon trà là đủ. Bao nhiêu cũng uống hết bon trà thành mát tự nhiên vui gắn kết. Bon trà vị ô long đào mới ngon đào mong.